Kế hoạch tuyển con dâu của phụ huynh nhà nắng. Kể cho bạn nghe một câu chuyện là hôm qua mình về quê á. Mình không biết là chỗ các bạn sống như thế nào, nhưng mà nhà mình rất là truyền thống. Cái bữa cơm gia đình ấy, nó là cái mà cái khoảng thời gian mà cực kỳ thiêng liêng. Nó có thể là khoảng thời gian quây quần vui vẻ hạnh phúc, mà cũng có thể là khoảng thời gian kiểu ám ảnh kinh khủng. Tại vì sao? Tức là thông thường thì nó sẽ là khoảng thời gian vui vẻ, trừ khi là bố mẹ nhắc đến một cái vấn đề gì đấy mà kiểu mình, nó là cái vấn đề ám ảnh đối với mình ấy. Ví dụ như là thế bao giờ định lấy chồng chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ là một cái câu chuyện. Thì ví dụ như là cơm nó đang hôm nay rất là ngon đúng không, rất là vừa miệng đúng không, canh nóng hổi đúng không, thịt thái các kiểu đầy đủ, ngon ngon miệng lắm, đang ăn rất là tự nhiên, rất là vui vẻ. Và tự dưng bố mẹ hỏi câu là bao giờ mày định lấy chồng là thôi là hết ngon rồi. Thì cái bữa cơm gia đình nó là cái khoảng thời gian như thế. Mọi người trong nhà mà có đi làm cái gì ấy, ví dụ như bố mẹ đi làm, con cái đi học gì gì đi chăng nữa, thì cái bữa cơm gia đình nó là cái cực kỳ quan trọng luôn. Nhà mình rất là truyền thống nên là từ nhỏ là ví dụ như là không có bao giờ có cái chuyện kiểu bố ăn trước, bố mẹ ăn trước, con cái ăn sau đâu. Là bao giờ cũng chờ ai về trước thì chờ cái người về sau. Hoặc là trừ trường hợp là muộn quá, ví dụ ngày xưa mà cả nhà, ví dụ như ngày xưa mà có một đứa ở đi học về muộn hẳn á, thì cả nhà sẽ gần đến giờ nó về là sẽ dọn ra để ăn, vừa ăn vừa chờ. Vừa chờ nó về, về cái là bắt đầu kiểu như là cất cặp sách vào ngồi ăn đi. Đấy kiểu vậy. Tức là luôn luôn cố gắng là để mọi thành viên trong gia đình là có mặt trong cái bữa ăn đấy. Và tất cả những cái vấn đề gì trong gia đình là sẽ nói trong bữa ăn. Cái này có cái hay cái dở. Cái hay là nhà mình sẽ được quây quần với nhau, với cả được gắn kết nhau hơn đúng không. Cái không vui đấy là ví dụ như là mày điểm kém đúng không, hay là ví dụ như là lớn này cái bao giờ mày lấy chồng, hay là ví dụ gì gì đấy. Nói chung là nó có cái hay cái dở đấy, thì nói chung là nó vẫn hay đi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Thế nhưng mà hôm qua mình về á, thì hôm qua Hằng Đàm không về, tại vì Hằng Đàm đi Sài Gòn nên là có mỗi mình với Tàng Hưng về thôi. Tại vì là ông công táo mà, thì cũng muốn về nhà. Với cả như hôm bữa quay vlog mình nói mọi người á, năm vừa rồi mình không có về nhà nhiều. Hay là hôm qua mình cũng về. Về xong rồi ăn cơm thì mẹ mình đau chân, nhưng mà mẹ mình vẫn chống nạng đi ra ngồi ăn cùng với cả nhà. Tại vì là mẹ mới gãy chân mà. Ra ngồi ăn. Thế xong rồi là mình thấy kiểu như là mọi người cứ nói thỉnh thoảng nói chuyện này chuyện kia, cũng chung chung thôi, cũng chả có gì cả. Thế là mình thì cũng góp phần một tí, cũng gợi ý câu chuyện để mọi người cùng nói. Thì mình mới quay ra Hưng, mình hỏi là Hưng dạo này có bạn gái chưa Hưng? Mình bắt đầu thấy là mình mà thừa hưởng những cái đấy của phụ huynh rồi đấy. Tức là bắt đầu kiểu gợi chuyện trong bữa ăn đấy. Xong mình hỏi Hưng dạo này có bạn gái chưa Hưng? Hưng bảo chưa. Xong mình bảo thế có thích đứa nào không? Không. Xong mình bảo cái này thì không biết sau có tán được ai lấy chồng, à lấy vợ không nhỉ? Xong rồi bố mình bảo không, không cần. Lấy cái đứa trên kia. Đứa nào ạ? Con nhà kia kìa, con nhà đầu ngõ kìa, con nhà Âm Dương kia. Đấy, con đi xinh lắm, hôm bữa tao hỏi rồi. Nó bảo là đồng ý, cháu đồng ý. Đấy, các thứ đấy. Xong Hưng bảo là nó có người yêu rồi. Xong rồi một số kiểu mình kiểu bất ngờ ấy. Tại vì mình không biết. Mình đi ra ngoài sống là, mình lên Hà Nội sống là 5 năm rồi. Thì mình rất là ít về. Về thì mình chỉ có ở trong nhà thôi. Biết được chuyện gia đình là giỏi lắm rồi, chứ còn chuyện hàng xóm với cả láng giềng là mình gần như là mình không rõ lắm. Đúng, đúng. Đấy, thì mình không biết là đầu ngõ nhà mình có nhà đấy có đứa con gái mà kém Hưng một tuổi, rất là xinh. Xong rồi Hưng nó dễ nảy lên, nó kêu là nó có người yêu rồi. Xong rồi bố mình bảo là có người yêu bao giờ? Nó ta vừa hỏi nó là mày có đồng ý lấy con trai chú không, con trai bác không, à, bố mày là muốn làm thông gia với nhà tao lắm rồi đấy. Xong rồi nó cũng bảo là cháu đồng ý mà, ok, con bắt tay thôi mà. Xong rồi thằng Hưng nó bảo có người yêu rồi. Xong rồi bố mình cứ khen là cái con bé đấy xinh lắm, với cả ngoan lắm. Thế thế là mình hỏi Hưng là ô thế á, thế mang lại ảnh đấy xem nào. Tại vì ngày xưa cái chị của nó là bằng tuổi chị Hằng, xinh lắm, mình vẫn nhớ như in là chị nó rất là xinh luôn, xinh như búp bê ấy. Thì mình không biết là bố mình kêu là cái đứa thứ hai này còn xinh hơn cả chị nó nữa. Thế là mình mới kêu Hưng là mang ảnh cho mình xem. Ôi, ảnh cũng xinh xắn thật. Xong rồi mình xem ảnh xong mình thở dài một cái, mình bảo là thế này Hưng làm gì có tuổi. Mình bảo Hưng làm gì có cửa mà tán được nó. Xong rồi bố bảo là nhưng mà nó đồng ý rồi. Thế xong Hưng cứ gạ gạ, thế mai bố lên bố hỏi cho con đi. Thế là Hưng bảo bố mình là lên hỏi cái con bé đấy cho. Bố mình bảo mẹ mày kìa, mẹ mày bạn mẹ nó đấy, thân lắm. Xong rồi Hưng cứ hỏi bố hỏi đi, một cười ấy trưởng. Xong mình hỏi là thế Hưng có nhắn tin cho nó chưa? Chưa. Hưng bảo là Hưng đã nhắm con bé đấy từ lâu lắm rồi. Tức là kiểu cũng xem Facebook với cả xem các thứ kiểu kết bạn lâu rồi. Nhưng mà mới thấy nó có đăng ảnh người yêu hay cái gì ở trong một cái story thôi. Đăng ảnh cùng với một thằng nào ấy. Nhưng mà không biết có phải người yêu không. Mình xem ảnh mình bảo là này chắc không phải người yêu đâu. Chả thấy ghi gì cả. Mà thấy có mỗi một cái ảnh chụp với cả thằng nào ấy. Đấy xong mình bảo là chắc không phải người yêu đâu. Hưng bảo không, người yêu thật mà. Xong rồi Hưng bảo là thôi chờ khi nào nó chia tay người yêu. Vãi cầu. Một cười lại. Xong mình bảo là thế mày cũng để ý nó à? Vâng. Thế mày nhắn tin cho
nó chưa? Chưa. Ui giời ơi, xinh như thế mà mày không nhắn là thằng khác hôm ngay. Ngu lắm ý, thế ngu ơi là ngu luôn. Ờ mà các bạn biết là bây giờ con gái xinh là một lúc đó nó 5 6 7 tháng tán, thích là phải tán luôn. Đằng này để cho nó gọi là mà thích từ bao giờ rồi, biết nó từ bao giờ rồi mà cùng xóm luôn, mẹ nó nhà nó cách nhà mình ở cái ngõ. Mà không tán, trời ơi, để bây giờ nó có người yêu rồi, đến mức mà bố sang nhà người ta, xong rồi bố nói chuyện, xong rồi kêu là mày lấy con trai chú không, các thứ rồi. Thế mà thằng này nó chả làm được cái gì. Chán ông chứ lại, đúng là kiểu dại dột đấy. Đấy xong rồi là cái lúc ăn cơm xong rồi nhìn thằng này vẫn kiểu tích ngẩn tích ngơ ấy. Nhưng mà trong mắt, ánh mắt vẫn lóe lên hy vọng lắm. Xong rồi lúc ăn cơm xong thì vào giường, tại vì mẹ mình đau chân mà, mẹ mình vào giường thì mình cũng ngồi vào giường nói chuyện với mẹ. Đấy xong mẹ mình mới kiểu mẹ mình lại chuyển sang câu chuyện là bao giờ mày lấy chồng. Thì mình cũng nói là chồng con biết bao giờ mới lấy được. Đấy các thứ. Thế xong rồi mẹ mình bảo là mày mở tủ kia ra, mày lấy mẹ hai quyển sách ở đây. Hai quyển sách để ta sẽ bói. Hai quyển đấy là quyển tử vi tướng số này, quyển kiểu như là duyên cái gì tiền duyên gì đấy, lại khái là mấy cái quyển mà xem tuổi xem có hợp hay không ấy. Thế mình lấy ra, thế mẹ mình ngồi xem, xong mẹ mình bảo là mẹ mình kiểu xem tuổi cho mình, mẹ mình bảo là đây nhá, tuổi mày hợp tuổi này này, không hợp tuổi này, các thứ này đấy, thì có quen ai không này kia. Xong rồi thằng Hưng nó đi vào, xong rồi nó thấy mẹ đang ngồi xem cho mình, xong nó ngồi vào mẹ nó bảo là mẹ ơi, mẹ xem là hai cái tư có hợp hai cái lắm không. Con bé kia 2k5, mẹ xem một con là 2k4 hoặc 2k5 không. Xong mẹ mình cười xong mình bảo mày vã thế à, mày thích nó thế à. Thế mà theo cái tán ngu thật ấy, tại vì ở trong xóm với cả ở trong làng thì nhà mình cũng được, cũng gọi là nếu mà về làm dâu nhà mình thì cũng ok đấy, chứ không đến cái nỗi gì đâu. Tại vì nhà mình rất là sống rất là tình cảm, mà cũng trên dưới cũng đàng hoàng, cũng gia giáo, chứ cũng không phải là kiểu như là phường trộm cướp gì, đúng không. Nên là ở quê là đánh giá là về nhà mình là làm dâu là ok đấy. Thế xong rồi Hưng kêu là mẹ xem một con 2k4 hoặc 2k5 không. Thế là mẹ mình bỏ ra, mẹ mình xem xong mẹ mình bảo không hợp lắm nhỉ. Xong rồi mẹ mình đọc các thứ, mình không nhớ được, nó dài lắm. Đọc xong Hưng cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ, cứ chẹp miệng. Thế thì không hợp á, sao 2k4 lại không hợp 2k5 nhỉ. Thế thì xong rồi là nó cứ thế, ôi buồn cười lắm. Bố mình đi vào, bố mình bảo sao, xong rồi mình bảo là không hợp, thật tuổi không hợp. Xong bố mình bảo vá vẩn, không có xem gì hết, không xem gì hết. Bố mình bảo thế, không có xem gì hết, hợp cưới đấy. Buồn cười lắm, thích nhưng mà ngại. Chẳng ngại không, con bé xinh thật, con bé xinh, mình xem ảnh rồi thấy cũng xinh. Nhưng mà chắc là Hưng không có cửa đâu, tại vì nhìn nó dễ thương lắm, nhìn nó kiểu như là trông nó cũng điệu điệu, trông cũng xinh ấy. Sau rồi mình bảo là thế giờ cưới về là bố nuôi cả hai vợ chồng nó. Cười lắm, buồn cười ấy, trưởng mà nói 2k4 chứ, mẹ mày học năm nhất. Sau mình bảo là gớm mày có mà tán được nó, vẫn còn học năm nhất, tiền thì vẫn ngửa tay xin mẹ. Chả biết là sao con nuôi được mình không mà đã đòi, mà đã cứ gạ xong rồi mà lúc sau nó vẫn còn nói chuyện với bố mình, nó vẫn còn bảo là mai bố nhớ lên hỏi nhớ, mà ấy chẳng như rằng nó định cưới vợ thật hay sao ấy, sợ ấy. Cho xem info bé kia xem bạn nói thật không á. Chứ mà cũng xinh, cái kiểu xinh quá, xinh tuyệt vời, xinh hoa hậu thì cũng không phải, nhưng mà kiểu dễ thương ấy. Con gái mà nhìn kiểu ưa nhìn ngũ quan hài hòa, xong rồi cũng biết ăn mặc, cái là nhìn rất là dễ thương mà. Xong bố mình còn bảo rất là ngoan nữa, kiểu ở đấy ai cũng khen ấy, nên là bố mình đã nhắm cho thằng em trai mình rồi. Nice. Xong rồi kêu là mày lấy vợ làm gì xa, mày lấy ở ngay đây này, con cái để ông bà chăm cho các kiểu. Như thật luôn. Hàng Đào có bồ chưa? Chưa bạn ơi. Hàng Đào mà có bồ thì nhà mình cũng đã vui vẻ phấn khởi rồi. Giờ Tết nhất nhà mình không khí nặng nề lắm. Nhà mình giờ không khí nặng nề lắm. Tại vì sao? Tại vì là cứ bữa ăn mà đang ăn ngon mà bố mẹ hỏi đến cái chuyện chồng con là bắt đầu thấy nghẹn nghẹn. Nắng bảnh học múa quạt cùng thầy Hưng Đàm. Hưng biết múa quạt không dạy chị? Hưng phải ngồi vào đây cơ. Để chị mở cái này ra đấy, Hưng sẽ dạy chị múa quạt. Cũng áo vàng luôn. Đây là em trai của mình nhé mọi người, chưa có người yêu. Quê mùa dân Bắc Ninh mà không biết múa quạt. Dân Bắc Ninh mà không biết múa quạt, mất gốc à? Mất gốc à? Ảo thật đấy. Ok chưa? Chưa phải nhá. Một xoay này. Xoay này, xoay này. Quay một tay trên một tay dưới. Rồi cho hai khuỷu tay chạm nhau. Xong rồi xoay này. Đây là xoay này đúng không? Rồi quay cho hai khuỷu tay chạm nhau. Quay. Thương người đó. Xoay cho hai khuỷu tay chạm nhau. À. Đây. Ơi, được rồi. Đây rồi. Không phải. Được rồi, để tao lấy đồ đã. Xong xoay này. Xong xoay. Rồi, đến đoạn này rồi, xong nữa. Một tay xoay trước, một tay xoay sau. Đấy, xong cứ xoay này này. Không phải, mày từ từ thôi. Từ từ. Xong. Một tay xoay trước, một tay xoay sau. Mô không phải hai tay cùng lúc. Đấy à, một tay, nhìn nha, nhìn này. Nhìn nha. Không, cái cam này nó bị ngược. Đây.
Đây, xong xay này, đấy. Đó, một tay xay trước, một tay xay sau. Nghĩa là chị chỉ uốn, uốn vòng tròn thôi. Thế này nhá. Ê. Mày từ từ thôi, mày làm như thế sao mà tao hiểu được thế này nhá. Sao rồi như thế này đúng không? Cái lũ mất nào, cười đéo gì? Cay, ê, lêu lêu cay. Xong rồi một tay, 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 tay. Đoạn này mày từ từ, đoạn này mày từ từ thôi. Tay mày phải xoay trước. Tay phải là tay nào, tay này á? Ừ, đúng rồi. Xong xoay, xoay xoay thế nào cùng lúc chạm này. Xong thế nào cùng lúc đấy là... Xoay xong thế nào đúng không? Cái này xoay xong thế nào cùng, cùng lúc chạm vào cái gì ạ? Thế này đúng không? Rồi thế này đúng không? Ừ. Xong rồi lại cứ xoay vòng tròn thôi, cứ xoay vòng tròn như vậy. Không, cái đoạn sau đấy là bị làm sao ấy, mày mày bị sai á. Sao lại sai, em vẫn múa bình thường mà. Em vẫn múa bình thường. Đấy, chắc là chị sai đấy. Khi cái tay chị quay quay ngang này thì cái tay kiệu phải quay ngang ra đấy, đúng đấy, đúng rồi. Rồi. Như cái chân gà ấy. Xoay đầu kia đấy, đúng rồi. Xong một cái tay, tay kia chị phải xoay ngang. Đây không? Tay ngược chiều đấy đúng rồi. Đây xong rồi đây. Đây. Có đi. Chị cần xoay được mỗi một lần thôi. Đâu được rồi thế. Đây. Ôi được rồi đấy, được rồi đấy. Ừ, chị vẫn chưa. Đúng rồi, nó chỉ đang, nó đang. Chỉ chưa mượt thôi, đúng rồi mà. Đây nhá này nhá. Sau này. Ôi đúng rồi, phải tay không? Nó chỉ hơi kiểu nó chưa được dẻo thôi ấy, nhưng mà đúng rồi đâu. Tay chỉ có xu hướng úp vào trong á. Nghe như thế này. Nghĩa là khi ấy hai bàn tay của chị quay vòng tròn đi chứ không phải quay mỗi một chỗ, hiểu không? phải đúng không? Gần đúng. Nghe cho mọi người nhìn này. Nhưng mà sao để nó dính với nhau ấy? Chị phải quay đều. Quay đều hai tay quay cùng một lúc. Úi giời ơi. Nhưng mà làm sao để tay nó trụ trụ với nhau đấy? Này đúng không? Cái tay trái của chị nó cứ cứng cứng. Chị không tập múa giờ đúng không? Tay nào nó cũng cứng là đúng quy trình rồi, sắp bắn thuật trưởng được rồi. Quay, chị quay như tập với con dạy chứ mà độc ác kìa. Mì đã tiêu chí. Mì đã phân tích. Mẹ biết mẹ buồn. Hai chưa thấy em buồn quá. Không phải con em, mới con em mà mấy em. Hi.